Đằng sau hào quang của Sao Việt là những khoảnh khắc rơi nước mắt. Vì công việc đã nhận lời, vì người hâm mộ nhiều Sao Việt bỏ mặc sức khỏe để làm việc đến kiệt sức. Ăn uống chớp nhoáng, các Sao Việt luôn hoạt động với lịch làm việc có cường độ dày đặc. Đôi khi họ không có quá nhiều thời gian chăm lo, nhiều cho bản thân mà phải nương theo thời gian biểu sát sao để đảm bảo được uy tín và tiến độ công việc mà mình đã nhận lời. Chính vì thế, không phải lúc nào nghệ sĩ cũng có được bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ như nhiều người vẫn tưởng, mà đôi khi có thể chỉ là ổ bánh mì, gói xôi hay ly mì gói ăn vội trong lúc chờ đợi ghi hình ra sân khấu. Bà đâu ngủ đó. Với lịch làm việc dày đặc, không có đủ thời gian nghỉ ngơi, Sao Việt thường xuyên trong tình trạng hết pin. Khi tham gia các show ghi hình, nhiều nghệ sĩ phải tranh thủ thời gian lúc thay đổi bối cảnh sân khấu hoặc lúc trang điểm làm tóc để ngủ bù. Từ trong xe hơi, trên máy bay, bàn làm việc, sàn tập đều có thể trở thành nơi chợp mắt lý tưởng của họ. Làm việc đến kiệt sức và ngất xỉu, với cường độ làm việc không biết mệt mỏi, các Sao Việt từng khiến fan hốt hoảng với những lần nhập viện bất ngờ vì kiệt sức. Có thể kể qua một vài trường hợp như: không chịu được thời tiết lạnh giá của xứ Hàn, Isaac kiệt sức phải nhập viện. Trợ lý anh tiết lộ, tội nghiệp ngày nào cũng quay trễ nên kiệt sức rồi. Có hôm còn quay từ 6 giờ sáng hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau mà giữa cái lạnh không độ. Cuối tháng 12/2015, nhiều fan của Sơn Tùng MTP cũng thấy xót xa khi chứng kiến anh liên tục phải thở oxy sau mỗi màn trình diễn trong live show riêng đầu tiên. Noo Phước Thịnh cũng phải nhập viện do kiệt sức vì lịch trình làm việc khá dày đặc. Khi tỉnh dậy, anh còn hỏi mình đã đi diễn ở Đắk Lắk chưa. Là người khỏe mạnh và thường xuyên chơi thể thao, Tuấn Hưng cũng ngất xỉu khi làm việc quá sức cho phép. Trong live show thứ 3 của Bước Nhảy Hoàng Vũ 2016 diễn ra, Khánh My liên tục bị sốt cao do làm việc quá sức. Tuy vậy, cô vẫn cố gắng tập luyện để hoàn thành phần thi của mình nên mới bị lao lực đến ngất xỉu. Những tin đồn bị theo dệt. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ như hiện nay, tin tức thất thiệt về Sao Việt đôi khi là miếng mồi ngon của những kẻ lừa đảo và nhiều nghệ sĩ trong số đó phải đối mặt những tin đồn dở khóc dở cười. Trường hợp Tina Tình, không những thanh danh bị bôi nhọ, cô còn mất cả vai diễn vì bị kẻ khác hãm hại. Năm 2009, cô từng dính vào tin đồn nhiễm HIV và bị mất vai diễn nữ chính trong Để Mai Tính. Mặc dù sau đó cô đi xét nghiệm và minh oan, nhưng sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ Chí Chung đã từng bị cho rằng qua đời sau khi một trang cá nhân dẫn link từ một bài báo với dòng chú thích hết sức giật gân. Kinh hoàng, nghệ sĩ Chí Chung ra đi vì gặp tai nạn giao thông trên đường. Táo giao thông ra đi vì giao thông, ôi thật không ngờ. Nam danh hài dẫn lại đường link tờ báo về trang cá nhân của mình với dòng đáp trả hài hước: ơn giời con vẫn khỏe, sợ các bố các mẹ quá đi. Tháng 3 2013, ca sĩ Duy Mạnh từng là nạn nhân của một tin đồn đẫm máu trên mạng Internet. Câu chuyện bắt đầu khi cư dân mạng giả mạo của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tung tin ca sĩ kiếp đỏ đen bị giang hồ chém chết ngay trong chuyến lưu diễn tại Đà Nẵng. Bệnh tật khi về già. Các nghệ sĩ già ở phía Nam khi không còn gắn bó với cuộc đời nghệ thuật, họ tìm về nương tựa tại chùa nghệ sĩ và viện dưỡng lão. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận còn lại chọn cách sống cô đơn và thậm chí không tiền chữa chạy khi bệnh tật. Mỗi khi Minh Vượng xuất hiện trên sân khấu, bà luôn mang đến những nụ cười sảng khoái cho khán giả. Từ già tới trẻ đều yêu thích Minh Vượng và cười nghiêng ngả trước những tiết mục của nghệ sĩ. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều tâm sự. Nữ danh hài biết được mình mắc bệnh tim và khớp. Thậm chí vì bệnh tật của mình mà Minh Vượng quyết định không kết hôn, bởi bà nghĩ mình sẽ không thể mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho ai đó. Suốt bao nhiêu năm nay, Minh Vượng cứ bơ đi mà sống, coi bệnh tật như người bạn bên mình mà quen dần. Ở tuổi xế chiều, Hoàng Lan lâm vào cảnh trắng tay, không chồng không con, không nhà cửa và bệnh tật hành hạ. Mắt phải của chị đã bị mù và mắt trái cũng chung cảnh ngộ. Gần đây, chị vừa mắc thêm bệnh Parkinson, một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ, khiến chân tay run rẩy. Hiện tại, nữ diễn viên đang ở trong căn phòng trọ nhỏ hẹp với sự chăm sóc của em gái. Hoa Mỹ Hạnh từng là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Nhưng khi hình thức nghệ thuật cải lương thoái trào, bà lâm vào cảnh khốn khó, đi ở nhà thuê, mưu sinh vất vả bằng nhiều công việc khác nhau. Bác sĩ cho biết bà bị bệnh tim rất nặng, cần nghỉ ngơi, tránh xúc động và uống thuốc đều đặn. Nhưng Hoa Mỹ Hạnh thú thật, bà không thể nằm im một chỗ vì còn phải ra đường mưu sinh. Ngoài bệnh tim, cựu diễn viên 62 tuổi còn bị rối loạn tiền đình, huyết áp cao, máu nhiễm mỡ, thận giãn động mạch vành.
Ở tuổi 70, Mạc Cang vừa trải qua cuộc điều trị bệnh xuất huyết dạ dày, hậu quả của việc uống quá nhiều thuốc giảm đau để tránh cho bệnh đau khớp hành hạ. Những ngày nằm viện, ông cũng chỉ có một mình, cuộc sống của ông bạc đây mai đó, không nhà, không cửa, không người thân chăm sóc. Còn rất nhiều trường hợp khác vẫn đang vật lộn với cuộc sống nghèo khổ bệnh tật khi về già. Nghệ sĩ Bạch Long, nhạc sĩ Vinh Sử, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý hé lộ nguyên nhân thực sự khiến Nhật Kim Anh bị tai nạn xe hơi. Mới đây, Nhật Kim Anh đã lên tiếng về nguyên nhân bị tai nạn ở Bến Tre. Tối 27 tháng 3, nữ ca sĩ Nhật Kim Anh đi miền Tây biểu diễn thì bất ngờ gặp tai nạn ở Bến Tre. May mắn, nữ ca sĩ đã an toàn. Tuy nhiên, theo những hình ảnh mà Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân, thì chiếc xế hộp của cô bị hỏng nặng, phần đầu xe bị vỡ, mớp méo, lớp xe bị nổ, gãy rời khỏi chụp trước. Nhật Kim Anh nhớ lại, khi đi qua một cây cầu gỗ nhỏ, xe bất ngờ bị nổ lớp, tài xế mất tay lái nên xe tông vào thành cầu. Một bánh xe trên cầu, một bánh trên thành cầu, cứ thế, lao từ đầu cầu bên này tới đầu cầu bên kia. Chúng tôi thoát nạn vì xe không lao xuống mà dừng trên cầu. Nữ ca sĩ 32 tuổi tiết lộ, trước giờ đi diễn, cô đã có linh tính bất an. Tuy nhiên, để giữ chữ tín, cô vẫn đảm bảo lịch trình, không ngờ tai nạn thật sự xảy ra. Đêm qua đúng là chỉ có ơn trên cứu, chứ không có cách nào sống nổi. Người dân ở đó nói tôi phước lớn mạng lớn, nên ơn trên cứu giúp, cô chia sẻ thêm. Diễn viên sinh năm 1985 cho biết, tai nạn làm chiếc xe 12 chỗ của cô bị hư bánh, vỡ đèn và trầy xước thân xe. Sau khi làm việc với công an, Nhật Kim Anh gửi lên thành phố Hồ Chí Minh để sửa chữa. Xe bị hư hỏng nhưng may mắn tôi, em trợ lý và người lái xe đều an toàn. Tôi chỉ bị trẹo vai xương chân một chút. Khi chúng tôi ra khỏi xe, dân bên đường nói ở đó xảy ra nhiều tai nạn, nhưng chỉ xe của tôi không bị lộn xuống sông. Nhật Kim Anh cho biết về tình hình sức khỏe sau tai nạn. Nhật Kim Anh được khán giả yêu mến ở hai vai trò diễn viên và ca sĩ. Cô sinh năm 1985, từng được nhiều giải thưởng về diễn xuất như HTV Award, Mai Vàng, Ngôi Sao Xanh. Hiện tại, Nhật Kim Anh đang sống cùng chồng và cậu con trai 2 tuổi. Bên cạnh đó, cô vẫn bận rộn với công việc nghệ thuật của mình. Cho Trấn Thành 2 triệu chi tiêu, bố chồng đối xử với Harry Won thế này đây. Thấy con trai bị thắt chặt chi tiêu, nhưng bố Trấn Thành vẫn đối xử tốt với con dâu. Mặc dù con dâu nước ngoài lại là nghệ sĩ bận rộn, nhưng Harry Won lại rất được bố mẹ chồng yêu quý và chiều chuộng. Không ít lần, nữ ca sĩ khoe được bố mẹ Trấn Thành cưng chiều còn hơn cả chồng. Biết con trai và con dâu bận rộn, mẹ Trấn Thành luôn thông cảm và thay các con chăm sóc chuyện nhà cửa. Không chỉ mẹ, bố của Trấn Thành cũng đối xử với Harry Won tốt không kém, dù cô vẫn luôn tự cho rằng mình là cô con dâu còn nhiều thiếu sót. Harry Won được gia đình Trấn Thành rất yêu quý, đặc biệt cả bố cả mẹ chồng đều cưng chiều hết mức. Nữ ca sĩ hào hứng chia sẻ, được bố chồng đưa đi ăn nhà hàng sang trọng, và giá trị bữa ăn ai cũng phải choáng, 1,8 triệu một người. Không những thế, bố chồng còn quan tâm đến mức biết Harry đang giảm cân nên đưa cô đến chỗ ăn những món ít dầu mỡ và giàu dinh dưỡng. Súp phi cá huyền thoại mà nhiều người chỉ nghe tên nhưng chưa bao giờ được thử. Tên món ăn rất hoa mỹ, tôm uyên ương. Bào ngư Úc ba đầu hầm nóng đông cô. Cơm chiên ngũ cốc với sò điệp khô. Bữa ăn giảm cân của Harry khiến ai cũng choáng vì độ xa xỉ. Có lẽ chỉ khi bố chồng mời Harry mới dám ăn sang như vậy. Trước đó, nữ ca sĩ cũng khoe được bố chồng nướng vú dê cho ăn. Linh Chi khoe ảnh hiếm của Ngọc Trinh nhưng bị đàn chị đối xử thế này. Công khai hình ảnh diện bikini sexy với Ngọc Trinh, Linh Chi, bạn gái mới của Lâm Vinh Hải, tiếp tục khoe dáng kèm lời nhắn gửi đầy ẩn ý, đá xéo những người nói xấu không ủng hộ cô. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân của người mẫu Linh Chi, chia sẻ hình ảnh hiếm của cô bên đàn chị Ngọc Trinh khi cả hai cùng diện bikini nóng bỏng. Đi kèm với bức hình này, bạn gái của Lâm Vinh Hải như muốn dùng nữ hoàng nội y đi nghỉ ngơi, ra biển sau khoảng thời gian cô làm việc miệt mài, nhất là sau vụ lùm xùm bị ồn ào tố là kẻ giật chồng. Đi biển chơi đi chị hai, Linh Chi viết. Trước hình ảnh và lời mời gọi của đàn em, Ngọc Trinh vẫn giữ thái độ im lặng chưa có gì. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng cho rằng Linh Chi bị đàn chị đối xử có phần hững hờ. Nghĩ sao đăng lên mà không thấy Ngọc Trinh vào bình luận luôn, tội.
Qua Facebook Ngọc Trinh có bao giờ thấy Ngọc Trinh cho hình Linh Chi vào trang của cô ấy đâu. Là một trong những ý kiến cư dân mạng đưa ra nói về mối quan hệ của Ngọc Trinh, Linh Chi không được thấm thiết như trước. Cách đây ít phút, Linh Chi tiếp tục đăng tải hình ảnh mới. Có điều lần này, người đẹp 9X chỉ chia sẻ hình ảnh cô diện bộ đồ bó sát, khoe đôi chân dài miên man kèm dòng chú thích, thầm cảm ơn những người đã và đang tạo ra nghịch cảnh cho mình. Lời chia sẻ của bạn gái quán quân thử thách cùng bước nhảy mùa đầu tiên ngay sau đó khiến cộng đồng mạng chú ý. Trước khi Linh Chi công khai người tình mới là Lâm Vinh Hải, cô và Ngọc Trinh có không ít những khoảnh khắc diện đồ đôi xuất hiện trong cùng sự kiện như cặp chân dài chị em. Hai cô từng đỏ mốt mặc áo khoe chân ngực gây sốt cộng đồng mạng. Thậm chí khi Ngọc Trinh chia tay với người tình 73 tuổi, Linh Chi lên tiếng bên vực đàn chị hết lời. Ngược lại, khi Linh Chi vướng lùm xùm chuyện tình yêu, Ngọc Trinh chưa lần nào lên tiếng thẳng thắn bảo vệ đàn em.